Bây giờ là bài 50 tương ứng với phần 10 bài 23 quyển 2. Bạn ấy nói. Tha sure. Bạn đi cùng bọn mình đi. Nguyên văn là bạn theo chúng tôi cùng nhau đi đi. 你跟我们一起走吧. 你跟我们一起走吧. Bọn mình là của Đại học Bắc Kinh, với nghĩa bọn mình là học sinh của Đại học Bắc Kinh. 我们是北京大学的. 我们是北京大学的. Trường các bạn chính là ở phía đông của trường bọn mình. 你们学校就在我们学校东边. 你们学校就在我们学校东边. Tôi theo bọn họ. 我跟他们. 我跟他们. Đã cùng đến bến xe. Nguyên văn là cùng nhau đến rồi bến xe. 一起到了车站. 一起到了车站. Tôi đã cùng bọn họ đến bến xe. 我跟他们一起到了车站. Nói với tôi, nguyên văn là đối với tôi nói. 对我说. 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 Nói với anh ấy. 对他说. 对他说. Anh ấy nói với bạn. 他对你说. 他对你说. Anh ấy nói với bạn cái gì? 他对你说什么? 他对你说什么? Thầy giáo nói với bạn cái gì vậy? 老师对你说什么呢? 老师对你说什么呢? Họ nói với tôi. 他们对我说. 他们对我说. Bây giờ là cách nói xe số 375, nguyên văn là 375 đường xe. 375路车. 375路车. Xe số 54. 54路车. 54路车. Xe số 27. 27路车. 27路车. Xe số 106. 106路车. 106路车. Hãy chú ý số 1 trong cách đọc số xe từ 3 chữ số trở lên cũng đọc thành yao. Hãy nhắc lại xe buýt số 375. 375路车. 375路车. Ngồi xe buýt số 375. 坐375路车. 坐375路车.
Từ đây ngồi xe buýt số 375. Chúng rỡ rủa 375 lũ chưa? Chúng rỡ rủa 375 lũ chưa? Là có thể đến được trường các bạn. Nguyên văn là thì có thể đến các bạn trường. Dùng từ tạo để chỉ đến được nơi cần đến. Chiều có thể tạo nì mân xuế xào. Chiều có thể tạo nì mân xuế xào. Hãy nhắc lại, họ nói với tôi. Tha mần tuổi của xua. Tha mần tuổi của xua. Từ đây ngồi xe số 375. Chúng rỡ rủa 375 lũ chưa? Chúng rỡ rủa 375 lũ chưa? Là có thể đến được trường các bạn. Chiều có thể tạo nì mân xuế xào. Chiều có thể tạo nì mân xuế xào. Hãy nói lại cả đoạn. Bạn ấy nói. Tha xua. Bạn đi cùng bọn mình đi. Nguyên văn là bạn theo chúng tôi cùng nhau đi đi. Nì gân wǒ men yì qǐ zǒu bǎ. Bọn mình là của Đại học Bắc Kinh với nghĩa bọn mình là học sinh của Đại học Bắc Kinh. 我们是北京大学的. Trường các bạn chính là ở phía đông của trường bọn mình. Nǐ men xuế xiào jiù zài wǒ men xuế xiào dōng biān. Tôi đã cùng bọn họ đến bến xe. Wǒ gēn tāmen yìqǐ dào lě chē zhàn. Họ nói với tôi. Tāmen duì wǒ shuō. Tāmen duì wǒ shuō. Từ đây ngồi xe số 375. Chúng rỡ rủa 375 lũ chưa? Chúng rỡ rủa 375 lũ chưa? Là có thể đến được trường các bạn. Chiều có thể tạo nì mân xuế xào. Chiều có thể tạo nì mân xuế xào. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Mời đếm thử xem, mời đếm một chút xem. Qíng shú yì shú. Hoan nghênh. Hoan yính. Vali hòm. Xiang zi. Ảnh. Zhào piàn. Đại khái có hơn 100 nhân viên nước ngoài. Đại khái có 100 đô cơ ở ngoại quốc trí yuán. Nhận gửi email. Sâu pha email. Ngồi xe quá chật. Zuo chè tài chỉ. Điện thế thay mình mua chút hoa quả. Xuân biển thị wǒ mái điểm suối của. Ngồi máy bay hay là tàu hỏa.
坐飞机还是火车？nhân viên bán hàng, sâu hộ viên, vừa hay hợp, rất hợp sự, 21 tuổi, 21 tuổi, chuẩn bị cử hành, chuẩn bị tổ chức, chuẩn bị cử hành. Mỗi ngày sáng 6 giờ rưỡi ngủ dậy. Mỗi ngày sáng 6 giờ rưỡi ngủ dậy. Tắm, giặt quần áo. Xí giỏ, xí y phủ. Ở trước tòa nhà tập hợp lên xe. Tại lầu chén chí hớ sảng trưa. Cực kỳ thích hát kinh kịch. Phi tráng xí hoan chàng kinh kịch. Thì đã đặc biệt cảm thấy hứng thú đối với thư pháp. Chiều đuổi su phá thừa biệt cảm xinh chủy. Viện bảo tàng. Bố ủ quản. Cách đây bao xa? Lý trò yếu đua yuẩn. 700-800 mét. Chi ba bái mỉ. Chủ nhật. Sinh chi thiên. Đã rất muộn rồi. 已经很晚了. Người lái xe taxi. 出租车司机. Có thể bảo cho tôi được không? Nâng cao sủ của mà. Tôi đưa bạn, tôi tiễn bạn. 我送你. Phía trước có một nam sinh. Chén biên yếu ý cửa nán sân. Nói với tôi. Tuổi của xua. Ngồi xe số 375. Chùa 375 lũ trưa.